Tôi cũng xin cảm ơn và tôi cũng mong rằng những cái chuyện vừa qua không có nhắc nhiều nữa, và chúng ta đi vào một cái môi trường đặc biệt nhất là sắp tới là chúng ta chung tay để cùng với đất nước vượt qua cái dịch bệnh. Cái thứ hai là hướng đến những cái gì thành tiền nhất, giúp đời giúp người. Xin chúc một lần nữa chúc quý vị đóng cho người sức không? Khỏe hạnh phúc, uống đất bà Thanh nè, giải độc giải ngứa. Chị uống này giải độc giải ngứa mà. Thôi rồi, thôi đi được rồi. Thì xong rồi thì xong chưa con? Xong rồi.